Tự mình tạo ra một đồng coin cho bản thân thì sẽ mất bao nhiêu tiền? Mọi người lưu ý là tất cả này được tạo trên mạng Binance Smart Chain nha. Và toàn bộ kiến thức trong video là mình tham khảo từ kênh YouTube Crypto Investor, bởi vì bản thân mình không có kiến thức về code gì cả. Cho nên bạn nào mà muốn xem video gốc thì có thể lên kênh YouTube của anh Crypto Investor. Các bạn vào mix.ethereum.org, sau đó chọn tạo thư mục mới, create a new file, đặt tên gì cũng được. Ở đây mình lấy ví dụ như ví dụ token. Sau đó các bạn vào file bên dưới phần pin comment, chúng ta copy hết đoạn code này. File gốc thì mọi người có thể lấy ở kênh YouTube Crypto Investor. Vào lại trang Mix Ethereum và dán vào đây. Sau đó mọi người kéo lên tìm phần này để đổi tên. Ví dụ ở đây chủ đoạn code là anh Crypto Investor, để tên token là CIV thì các bạn có thể đổi lại. Ví dụ ở đây mình để tên là Jenny, ký hiệu đồng coin của mình là JNN và tổng cung là 1 tỷ đồng coin. Các bạn nhớ chỗ này cộng thêm 18 số 0 nên 1 tỷ đồng coin chỗ này là 27 số 0 nha. Sau đó các bạn vào biểu tượng này và bấm chữ compile. Khi biểu tượng nó ra tích xanh thì đồng nghĩa với việc là không có lỗi gì xảy ra. Các bạn bấm vào biểu tượng Ethereum và đổi sang Interactive Web 3. Cửa sổ MetaMask sẽ hiện ra. Các bạn cho phép kết nối ví MetaMask và sau đó bạn bấm chữ deploy và chỗ này thì sẽ mất khoảng 4,5 đô tiền phí. Khi trả phí xong, các bạn vào xem chi tiết giao dịch trên BSC Scan, bấm vào chữ contract created để xem contract của đồng token Jenny mà mình vừa mới tạo xong. Khi bạn bấm vào chữ Jenny, ký hiệu token là JNN thì đây chính là contract đồng token của mình. Bây giờ mình sẽ vào ví MetaMask để import đồng token Jenny vào ví cho mọi người xem. Chỉ cần copy và dán contract ra, bấm chữ add token là xong rồi. Ở đây hiện ra tổng cung là 1 tỷ JNN. Bây giờ mình sẽ thử ví dụ cho các bạn cách đưa đồng token JNN này lên PancakeSwap để giao dịch nha. Chúng ta bấm vào chữ liquidity là cung cấp thanh khoản. Các bạn biết để một đồng coin được giao dịch á thì phải có thanh khoản, mà muốn có thanh khoản thì phải có người cung cấp thanh khoản cho cái đồng coin đó. Mình lấy ví dụ mình tạo pool BNB và đồng coin Jenny thì các bạn copy contract và dán vào PancakeSwap, nó sẽ tự hiện ra tên token. Bấm vào chữ import. Các bạn có quyền tự set giá cho đồng coin của mình nha. Ví dụ ở đây ở trên mình để là 0.001 BNB, ở dưới là 1 triệu Jenny thì giá token JNN của mình sẽ là 0.001 chia cho 1 triệu là bằng 0.013 Việt Nam đồng. Sau đó chúng ta bấm enable JNN và ở đây mình sẽ mất phí là 0.13 đô. Các bạn bấm chữ supply, kiểm tra thông tin pool BNB trên JNN và bấm create pool and supply. Ở đây sẽ mất phí là khoảng 11.6 đô. Như vậy là xong, vậy là các bạn vừa cung cấp thanh khoản để có thể mua bán đồng token của riêng bạn ở trên PancakeSwap. Ok, thì tổng lại các chi phí nãy giờ, phí phụ này kia, thì khi mà các bạn tạo một đồng token ở trên mạng BSC thì sẽ mất 16.23 đô, tương đương với là khoảng 390.000 Việt Nam đồng. Nói chung là để tạo ra một đồng token trên BSC thì dễ, nhưng mà quan trọng là đồng coin của bạn nó có volume giao dịch hay không.